lại nữa, vì các đại thanh văn không có căn lành như vậy, nên không có mắt trí huệ như vậy, không có tam muội như vậy, không có giải thoát như vậy, không có thần thông như vậy, không có oai đức như vậy, không có thế lực như vậy, không có tự tại như vậy, không có trụ xứ như vậy, không có cảnh giới như vậy, cho nên ở đó mà chẳng biết được, chẳng thấy được, chẳng vào được chẳng chứng được, chẳng trụ được, chẳng hiểu được, chẳng quán sát được, chẳng nhẫn thọ được, chẳng xu hướng được, chẳng noi theo được. Lại cũng không thể rộng vì người khác giải thích, nói, tán thán, thị hiện, dẫn dắt, khuyến tấn, khiến cho họ xu hướng, khiến cho họ tu tập, khiến cho họ an trụ, khiến cho họ chứng nhập. Tại sao vậy? vì các đại đệ tử nương thanh văn thừa mà xuất ly, thành tựu đạo thanh văn, đầy đủ hạnh thanh văn, an trụ quả thanh văn, nơi đế có không, đắc được trí quyết định. Thường trụ thật tế, rốt giáo tịch tĩnh, xa lìa đại đi, xả bỏ chúng sinh, trụ nơi việc của mình, nơi trí huệ đó không thể tích tập, không thể tu hành, không thể an trụ, không thể nguyện cầu, không thể thành tựu không thể thanh tịnh, không thể du nhập, không thể thông đạt, không thể thấy biết, không thể chứng được, cho nên tuy ở trong rừng thệ đa, mà đối với Như Lai chẳng thấy thần biến rộng lớn như vậy phật tử như bờ sông hằng có trăm ngàn ước vô lượng ngạ quỷ lõa thẻ đói khát toàn thân lửa cháy những quạ kên kên chó sói đua nhau rượt bắt các ngạ quỷ vì quá khát bước bách muốn tìm nước uống tuy ở bờ sông mà chẳng thấy sông nếu như có kẻ thấy sông nhưng lại thấy khô cạn tại sao vậy vì nghiệp chướng sâu dày che lấp các đại thanh văn đó cũng lại như thế tuy ở trong rừng thẹn đa mà chẳng thấy thần lực rộng lớn của như lai vì bỏ nhất thiết trí bị màn vô minh che lấp đôi mắt vì chưa từng gieo trồng các căn lành nhất thiết trí địa ví như có người ở trong đại hội ngủ say xưa, hốt nhiên mộng thấy đỉnh núi tu di, trời đế thích ngự ở trong thành thiện kiến, cung điện vườn rừng đủ thứ sự tra nghiêm tốt đẹp, thiên tử thiên nữ trăm ngàn vạn ức, khắp giải hoa trời đầy khắp mặt đất, đủ thứ cây y hiện ra y phục tốt đẹp đủ thứ cây hoa nở rộ hoa đẹp các cây âm nhạc diễn tấu âm nhạc trời các thiên thề nữ ca ngâm tiếng hay vô lượng chư thiên ở trong đó vui chơi người đó nằm mộng thấy mình mặc y trời đi dạo chơi khắp thiên cung tất cả mọi người ở trong đại hội đó tuy cùng ở tại một chỗ mà chẳng biết chẳng thấy Tại sao vậy? Vì chỗ thấy ở trong mộng chẳng phải đại chúng đó có thể thấy được. Tất cả Bồ Tát, các ông vua thế gian cũng lại như thế, vì nhờ lâu xa tích tập sức căn lành, vì phát nguyện nhất thiết chí rộng lớn, vì học tập tất cả công đức của Phật, vì tu hành đạo trang nghiêm của Bồ Tát, vì viên mãn pháp trí nhất thiết trí, vì xu nhập trí địa của tất cả Bồ Tát vì du hí trụ các tam muội của tất cả Bồ Tát, vì đã hay quán sát cảnh giới trí huệ không chứa ngại của tất cả Bồ Tát, cho nên đều thấy thần biến tự tại, không thể nghĩ bàn của Như Lai Thế Tôn, tất cả thanh văn, các đại đệ tử, đều không thấy được, đều không biết được, vì không có mắt thanh tịnh của Bồ Tát.